Cứ chấu thì dừa. Thì hiện tại thì ở đây là rất nhiều người trên trên kia đang ngồi uống nước các bạn. Đây địa điểm này là người ta đóng phim phố trong cái làng các bạn. Đây khá là đẹp, mình sẽ quay cho bạn xem một chút về Sóc Sơn nhá. Đây nhá, hiện tại thì mình đang chỗ này người ta bảo là hay đi cắm trại. Đấy. Chỗ này mà tối ra cắm trại thì còn gì bằng. Đây trên kia là mọi người đang ngồi kìa. Đấy trên kia mọi người đang ngồi hóng mát. Hôm nay cũng khá đẹp trời, râm không nắng. Nói chung là các bạn đến Hà Nội thì hãy nên bớt chút một chút thời gian để đây Sóc Sơn này cách Hà Nội khoảng 50 cây thì mọi người hãy bớt chút thời gian để đến đây chơi cho trải nghiệm cho biết nhé các bạn nhé. Đấy, đây là Sóc Sơn nhưng mà chắc đây là địa điểm đầu tiên chứ mình đến thôi. Năng là bên kia còn đẹp hơn. Hai, đây là ở chỗ nào Sóc Sơn nhỉ? Đây là đầm Đồng Quan Sóc Sơn các bạn ạ. Đập. Đây thì có được câu cá không nhỉ? Có, đập. Đập á. Đây cái nó ngồi hơi mặn nhỉ? Uống. Hiện tại thì mình đang ở đập Đồng Quan phải không? Thì cũng khá là đẹp rồi, thì thấy bảo là ở cái huyện Đồng Đò à. Hồ Đồng Đò là đẹp hơn chỗ này các bạn. Anh em mình đang di chuyển đến một địa điểm tiếp theo khá là đẹp hơn chỗ này các bạn. Thì ông kia quên mẽ mũ rồi. Ông kia ngồi đây sướng. Ừ nhưng mà mỗi tội là không đi đâu. Ra đây ngồi, ra cái bờ cỏ này ngồi tâm sự thì tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Nói chung là cũng ôi, hình như may dã mà cứt trâu khô chứ không thì hỏng. Dã mà cứt trâu thì nhục lắm. Thường Tín thúc cả đầu người có cái này. Hả? À Thường Tín thì không đẹp rồi nhưng mà thôi thì đi cho biết. Đây là đây anh em mình, nay anh em mình đi là có 4 người các bạn. Đấy thay là thằng Hà trẻ trâu này. Còn đây Phúc cô đơn. Còn kia thằng thì chưa đặt tên thằng kia. Nhưng mà sớm thằng sẽ đặt được tên. Thằng xe ôm. Thằng xe ôm. Có đơn khỏe đấy. Hà trẻ trâu, Phúc cô đơn và Hoàng xe ôm. Đấy còn Nam này là Nam ngố đấy rồi các bạn ạ. Không, Nam ngố. Mới đóng cất trâu là về là xách màu đi cất trâu thôi mà. Thôi thì nói chung là đi thì cho biết các bạn chứ còn ấy thì mẹ trên kia hình đang có dân đua. Cái mô xe khá là to. Nên Hà Hoàng này. Ờ đi lên bạn này. Hoàng xe ôm. Còn đây nè. Anh em mình di chuyển đến địa điểm tiếp theo thôi. Ở trên vạ đường là khá là nhiều người uống nước các bạn. Đây là rất là đẹp. Đây là các dân phượt tủ chắc là cũng từ phương xa đến đây. Đây là các xe.
Ở đây thì chắc là phải một đến vài năm nữa thì mới xây xong các bạn. Đây nhá, đường mà mấy cái đầu xe mình. Đường vẫn còn đường đất chưa xây xong. Về số 1 nhanh hơn kịp rồi. Đường đất luôn. Số 2 ơi, số 2 lên được. Trên kia dưới kia đẹp đẹp quá các bạn ạ. Ôi, bây giờ tiếp tục là neo thêm một cái đỉnh nữa phát này. Về số 1 bạn ơi. Lên được. Anh em à, tôi sợ về mới cháy xe à. Đi xong cái cung đường này về thì chạy xe các bạn. Ôi mày cứ gặp kìa ơi. Còn gì là xe nữa bạn ơi. Phá xe luôn. Tại thì anh em mình đã lên tới đỉnh. Nhưng mà tưởng là cháy xe nhưng mà anh ở xuống đốt rừng. Để là tưới cây. Đây là thằng xe ôm nó đi tưới cây các bạn. Còn cái là Hà Trẻ Châu cũng đi tưới cây. Cung đường khá là khét đấy các bạn. Trời bây giờ là khoảng 4 giờ rồi. 4 5 giờ ơi. Quên em mua chai nước lên đây mà uống. Nên này chiu vãi cứt. Hà Trẻ Châu đây nó là cao nhất ở đây chưa? Chưa. Là cao nhất rồi đấy. Nếu mà mày dám trèo lên cái đỉnh này nhưng mà cái đỉnh này. Đỉnh này phải neo bộ nó đéo cho. Nói chung là xe, con xe chiến này đi cũng ác phết các bạn. Neo từ dưới kia về số 1. Cái nẹt rồi đấy. Cái nẹt vô đến là phải cho xe nghỉ một tí. Kia xem thằng Hà Trẻ Châu đi đâu các bạn nhá. Đây. Đây chụp ảnh đoạn đường này đẹp lắm. Đây. Chụp ảnh đứng ở đây là chụp xuống này đẹp cực luôn. Nào tao đánh mày giờ chứ. Thằng Hà Trẻ Châu đi đâu? Đây, đứng ở đoạn này này chụp xuống này. Hoặc là đứng ở đoạn này chụp ra này. Nói chung là các bạn ạ, tôi lại đi đôi giày trắng là tí thành đen luôn. Thành cháu nòng. Không bé ơi. Bây giờ mình đi chỗ nào nhỉ? Ồ, đây là xuống dưới đây là Rộng Nhãn. Còn đây là xã Minh Phú. Ôi giời, Hà ơi, trên đỉnh này có một xã nữa. Hà béo ơi, trên đỉnh này có một xã nữa. Trên này thì ta chưa đi bao giờ. Sau đây nó ghi là xã Minh Phú. Còn bên đây là đập Đồng Đỏ các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ xuống dưới kia để tham quan tiếp các bạn nhé. Bây giờ con xe đã được nghỉ sau nửa tiếng nghỉ ngơi thì nó cũng hồi sức. Ở đây là Sóc Sơn, tôi nhắc lại đây là địa điểm Sóc Sơn nhé, gần Hà Nội các bạn. Nên các bạn nên đi. Rất là đẹp luôn. Anh em tôi vẫn neo núi các bạn. Một cảm giác gọi là... Ui giời, hỏng rồi. Ôi. Mày có tin tưởng vào tay nhái các bạn. Thôi. Thôi quay lại đi. Anh em tôi đang định đi khám vào sâu trong rừng nhưng lại bị gặp một vũng nước nên là quyết định quay xe. Đấy luôn đi. Nghe hàng đấy này, thôi. Thật chứ, xe vào đấy nó mắc quá. Mọi người kêu ác nhỉ. Nó vừa nghe nó đeo tham gia ở cái chỗ đó ấy. Ồ, đây đẹp, đây xuống check in cái.
xuống check in. Ô, tiếng vọng như kiểu ma ấy nhỉ. Alo. Alo. Hoàng, Hoàng lấy điện thoại ra chụp cho thằng này một kiểu. Dưới kia là người ta đang cắm trại rất là vui luôn. Không đủ đâu. Tí nó xuống. Đứng lên đây. Rất giống Đà Lạt các bác ạ. Đà Lạt thu nhỏ luôn. Đẹp luôn các bạn, thích, tuyệt vời luôn. Nói chung là tôi cũng không biết nói khác ngoài từ đẹp các bạn, tại vì nó quá là đẹp. Đây thì ai rút điện thoại ra chụp cho kiểu nào. Dưới chân lên, Phúc ơi, dưới chân lên. Hiện tại thì anh em mình đang check in các bạn. Đây là check in khá là đẹp luôn, đó. Kiểu nào nữa? Có, nhiều có kiểu vào. Cứ làm quả nhảy lên. Thật mà, nhảy lên nhìn điêu lắm. Từ buộc cái dây quần á. Nhảy lên thì xe che hết mẹ rồi sao nhỉ? Đấy ông nhảy đây này, ông xa một tí đi. Phúc, nói chung là tuyệt vời, không còn gì để nói. Nam giả mũ Phúc đi mẹ. Nào ra đây mình nhảy đây. Hiện tại thì anh em mình vẫn tiếp tục đi các bạn ạ, vẫn là một cung đường đất quen thuộc. Đây là đây là bờ hồ, nước rất là xanh, rất là đẹp luôn. Đây hiện tại thì anh em tôi đã không qua đâu. Anh em ơi, hiện tại thì trời cũng sắp tối rồi các bạn, thì có khả năng anh em mình sẽ di chuyển vào thành phố để kiếm cái gì ăn nhé các bạn nhé. Ok, let's go nhé.